mất hút vì dính đòn của Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất, làm giàu với mà. Trong giới nghệ sĩ có lẽ không ai dính đòn của bà Nguyễn Phương Hằng nặng cho bằng ông Võ Nguyên Hoài Linh, tức là nghệ sĩ Hoài Linh. Trước khi xảy ra vụ live stream bóc phốt với giới showbiz Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Linh là một cái tên rất quyền lực. Có thời điểm trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ này cứ đến hàng chục triệu người theo dõi, cao hơn cả chấn thành nghệ sĩ trẻ đang lên lúc đó ban đầu bà Nguyễn Phương Hằng chỉ livestream vạch tội trò lừa gạt của ông võ Hoàng Yên sau đó bà lại lôi ra những tên tuổi đã giúp võ Hoàng Yên có được lượng khách đông đảo trong đó có rất nhiều nghệ sĩ chiêu dùng nghệ sĩ để mang người hâm mộ đến cũng được sư thích trúc thái Minh áp dụng cho chùa Ba Vàng đây được xem là chiêu lừa đảo cao tay trong đó các nghệ sĩ là những người tiếp tay. Bà Nguyễn Phương Hằng đã dáng một đòn trí tử vào tên tuổi của Hoài Linh. Danh tiếng của nghệ sĩ Hoài Linh lẽ ra không thê thảm nếu ông không làm gì sai. Tuy nhiên, ông đã quyên góp tiền của các mạnh thường quân lên đến 14 tỷ đồng nhưng lại không phát cho người dân vùng thiên tai đồng nào. Đây là hình thức chiếm đoạt trắng trợn với cộng đồng mạng đã không thể bỏ qua cho ông. Sau khi bộ bóc phốt Hoài Linh có tổ chức phát quà cho những người gọi là nạn nhân thiên tai, nhưng ai cũng hiểu đây chỉ là cách làm đối phó, chứ không phải thực tâm. Sau vụ ôm tiền từ thiện 19 tỷ, nghệ sĩ Hoài Linh mất hút khỏi làng giải trí. Thực tế, ông có đi diễn nhưng vấp phải không ít sự phản đối, kể cả tẩy chay. Có thể nói, bà Hằng đã đẩy tên tuổi của Hoài Linh xuống vực thẳm. Tuy nhiên, bà Hằng không phải là nguyên nhân gây tai họa cho Hoài Linh. Nguyên nhân nằm ở chính bản thân nghệ sĩ này. Bởi nếu nghệ sĩ Hoài Linh không làm gì sai thì người hâm mộ sẽ binh vực cho ông, xã hội sẽ binh vực cho ông. Có thể nói quyền lực mềm của nghệ sĩ Hoài Linh hiện nay rất khác với trước kia. Trước đây ở các sân khấu kịch, tên tuổi Hải Linh là sự đảm bảo doanh thu khủng cho phòng vé. Còn ngày nay nếu sướng danh Hoài Linh trong chương trình, có khi lại mất khán giả. Đấy là sự khác biệt rất lớn. Sự mất mát này của Hoài Linh không thể cân đong đo đếm được. Nó lớn hơn con số 14 tỷ rất nhiều. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh dự lễ cúng khai máy bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma. Cùng tham gia bộ phim này có các diễn viên như Lê Giang, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc. Đây được xếp là lần tái xuất của nghệ sĩ Hoài Linh với điện ảnh Tài năng của Hoài Linh là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên hiện nay Hoài Linh đã mất quyền lực mềm. Cái tên Hoài Linh không đảm bảo cháy vé như trước kia nữa, mà đôi khi lại xua đuổi khán giả. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh cùng ekip dự lễ cúng khai máy phim mới. Hiện nay, phim Mai của Trấn Thành cán mốc doanh thu 500 tỷ. Đây là động lực cho các nhà làm phim thị trường nhảy vào cuộc, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng. Mặc dù vậy, sự thành công của người này chẳng có gì là đảm bảo cho sự thành công của người khác. Mỗi người có cái thời riêng của họ, cũng giống như trước đây hãng phim Phước Sang của nghệ sĩ Phước Sang cực kỳ thành công với loạt phim thị trường như Những cô gái chân dài, Khi đàn ông có bầu, vân vân. Nhưng rồi, thời của Phước Sang cũng hết mà không ai cứu vãn nổi. Ông Hoài Linh hiện nay 55 tuổi vẫn còn sung sức để đi diễn, tuy nhiên, tên tuổi của ông đã bị nhuộm đen, rất khó có thể trở lại như trước đây. Một khi khán giả đã quay lưng thì sự nghiệp của nghệ sĩ cũng hết thời theo. Nhưng còn nước còn tát, liệu phim làm giàu với ma có thành công hay không thì phải chờ thời gian cho câu hỏi trả lời chính xác. Khi phim ra giảm có doanh thu hay không là biết ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Mất hút vì dính đòn phương hằng, nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất làm giàu với ma. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này với nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề chế độ ngày càng mục nát, bò rát vàng bới dân tìm tội đỏ. Mặc dù Đảng vẫn luôn cho Ban tuyên giáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tô vẽ những điều tốt đẹp về Đảng, về quan chức, về công an để tuyên truyền. Tuy nhiên, mùi hương giả tạo ấy không thể nào khử hết mùi hôi thối của một bãi rác khổng lồ do Đảng và chính quyền này tạo ra. Mặc dù Việt Nam không có tự do báo chí nhưng người việt nam cũng tiếp thu được một phần thông tin đa chiều từ thế giới bất đồng chính kiến và những người bên ngoài việt nam truyền tải về trong nước cộng đồng với thực tế trải nghiệm với chính quyền này thì người dân không thể nào không chán ghét chế độ bất cứ người nào cho dù giàu hay nghèo cho dù là chi thức hay công nhân thì cũng bị hành hạ đủ điều khi họ cần đến chính quyền nhiều người bị chính quyền cướp đất đai trắng trợn doanh nghiệp thì vô cùng cực khổ vì nạn vòi vĩnh, nhưng khả năng quản lý lại cực kỳ yếu kém của các quan chức. Dùng Bộ Chính trị ra chỉ thị 24, ông Nguyễn Phú Trọng lộ rõ bản chất cực đoan. Mặc dù Đảng Cộng sản luôn cho tuyên giáo ra giả về sự gần dân của quan chức, tuy nhiên đó chỉ là sự giả tạo. Với bản chất tham lam và bất tài, không một quan chức nào không dùng cách này hay cách khác để trục lợi từ nhân dân. Nhận đồng lương chết đói nhưng quan nào cũng có cuộc sống khá giả, nhà xe đầy đủ. Có người ăn thịt bò rát vàng với bữa ăn trị giá bằng 3 tháng lương và cho con đi học nước ngoài tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, vô cùng tốn kém. Thử hỏi tiền đấy ở đâu? Ngoài tham nhũng mà có Mới đây, dự án 88, một tổ chức phi chính phủ quốc tế và vận động nhân quyền cho Việt Nam tiết lộ, vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 24 CTTV về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Điều đang nói là Bộ Chính trị xem mọi hình thức hợp tác quốc tế và thương mại là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đến lúc này, có thể nói, Đảng và đám quan chức tham lam bất tài của đảng đã hoàn toàn mất lòng dân. Đến nỗi, một người được tuyên giáo phong là thánh sống như Nguyễn Phú Trọng mà cũng bị dân chủ cho chết để mà khui bia ăn mừng thì đủ hiểu. Lòng dân đã chán ghét chế độ này như thế nào? Một chế độ mất lòng dân thì vị thế của chế độ đó sẽ lùng lầy. Tuy nhiên, thay vì đánh giá lại nguyên nhân một cách khách quan và tìm cách khắc phục thì Bộ Chính trị để đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài Do đó chỉ thị hai thứ ra đời Một chỉ thị cho thấy sự ích kỷ của Đảng Đảng xem những cái bắt tay với thế giới tự do và văn minh là nguy cơ Xem những tiếng nói phản biện là thù địch Nên Đảng từ chối cơ hội phát triển của đất nước Cơ hội vươn ra thế giới cho 100 triệu người dân Việt Nam Khi Đảng xem những tiếng nói phản biện là thù địch thì chính đảng đã từ chối cơ hội hiệu chỉnh để cho đảng ngày một tốt hơn. Những ngày gần đây, Tô Lâm đã cho bắt bớ gắt gao giới bất đồng chính kiến trong cả nước. Hiện nay, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cho bộ trưởng bò rất vàng bới dân để tìm cho ra thế lực thù địch. Trong khi thật ra chẳng có thế lực thù địch nào cả, mà chỉ có những tiếng nói phản biện chỉ ra những cái thiếu sót, khiếm khuyết hay cái sai của chính sách mục đích của giới phản biện chỉ là muốn cho đất nước tốt đẹp hơn mà thôi quốc gia nào cũng có thành phần phản biện thành phần đối lập ở các quốc gia dân chủ thành phần đối lập còn được lập đảng chính trị được ra tranh cử nhưng các nước độc tài thì luôn tìm cách để tiêu diệt thành phần này một chính quyền có tinh thần cầu tiến thì sẽ chấp nhận phản biện và đối lập còn một chính quyền xem những tiếng nói phản biện là thế lực thù địch thì sẽ khiến đất nước tụt hậu và ngập trong u mê tầm tối. Một khi Đảng Cộng sản Việt Nam triệt hết những tiếng nói đối lập thì điều đó đồng nghĩa với việc Đảng vẫn bảo thủ với chính sách ngu dân để trị. Cho nên ngày nào còn Cộng sản cai trị thì ngày đó 100 triệu người dân còn bị kìm kẹp trong chính sách này. Ai có cơ hội ra đi nước ngoài trải nghiệm và so sánh thì mới thấy Đảng Cộng sản tàn phá đất nước kinh khủng đến như thế nào. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Chế độ ngày càng mục nát, bó rắt vàng bới dân tìm tội đỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm